Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bước vào bài 2. Hôm nay thì cũng vẫn là một cái bài cơ bản thôi, thì cũng chưa có gì phức tạp hết trơn. Nhưng mà ở cái bài 1 thì mình đã hướng dẫn các bạn chạy ngón, cũng như là các bạn sử dụng cái ngón cái của tay phải và ngón trỏ của tay trái để mình mút những cái dây mà mình không có đánh á, để cho nó không phát ra những cái tiếng không mong muốn, như là tiếng ùm hay tiếng cọ dây hay bất kỳ tiếng gì mà nó làm dơ cái tiếng bass của mình đi. Hôm nay thì mình sẽ bước qua một cái mới hơn nhưng cũng rất là cơ bản. Và đáng lý mình nên dạy ở cái vòng cái bass 4 dây thì đúng hơn, nhưng mà thôi lỡ rồi. Hôm nay á thì các bạn sẽ bắt đầu thứ nhất là xác định nốt trên cực đàn. Đây thì bắt đầu hôm nay mình làm quen với cái việc xác định những cái nốt cơ bản trên cực đàn nha. Rồi, dây buông của dây thứ tư mình đang đánh đây nè, dây này là bắt đầu bằng nốt mi. Kế tiếp mi và pha cách nhau một ngăn, có nghĩa là người ta gọi là nửa cung, đúng không? Còn nếu mà hai ngăn như thế này người ta gọi là nguyên cung, đúng không? Có người gọi là nửa cung, có người gọi là bán cung, thì nó là do tiếng Hán thôi. Thì đây ví dụ như pha mà lên son thì nó mất hai ngăn này, thì nó sẽ gọi là từ pha lên son này thì nó sẽ là nguyên cung. Còn nếu mà từ pha mà lên đây thì nó lên pha thăng thì nó gọi là bán cung. Thì từ mi là dây buông nè, đúng không? Lên pha là chỉ có một bán cung thôi. Rồi thì ở trong cái hệ thống nốt nhạc mình nó có hai cái nốt mà nó sẽ kế cận nhau, đó là nốt mi nốt pha và nốt si nốt đô. Thì hai nốt đó nó cách nhau chỉ có một bán cung, còn tất cả thì nó cách nhau bằng nguyên cung, đúng không? Trong cơ bản là như vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình áp dụng nặng mi pha, rồi nó son nó la si. Một là nó si ở đây, một là nó si ở đây, còn hai là nó si ở đây, là bằng nhau nha. La nè, lên si hoặc là si đây, mi pha son la si đô rê. Pha cách nhau nữa cung tiếp nè, thấy không? Pha ở đây thì mình có thể lấy pha ở đây cũng được, bằng nhau luôn. Pha rồi tới son la, đúng không? Tiếp tục si ở đây sẽ bằng si ở đây, đô, rồi. Bây giờ hai nốt mà cách nhau một sợi dây á, trên đàn bass nó sẽ cách nhau một quãng tám. Đây cái thế này thì nó sẽ là cách nhau một quãng tám đây, ví dụ như đồ thấy không dù là lá nè, không phà nè, phá nè, son nè, cách nhau một quãng tám. Thì nó trong disco mình có thể đánh đó, người ta hay đánh quãng tám đó. Đó, disco, cái điệu disco thì người ta đang hay đến quãng 8. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình chạy ngón một chút xíu nữa nha. Thì hôm nay các bạn sẽ, sau khi các bạn đã sắp đặt được nốt rồi, các bạn nhớ cái mặt là cái nốt trên cần đàn rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy ngón trong hợp âm. Thì đối với các bạn mới vô thì mình sẽ nói sơ qua về một chút cái kiến thức về hợp âm, rồi để sau này thì mình sẽ học sâu hơn. Thì ở những cái bài ở trong thì mình sẽ học sâu hơn, còn bây giờ thì mình nói sơ qua để các bạn có một chút kiến thức để các bạn bước vô các bạn chạy ngón cho nó đúng đã nha. Thì bây giờ một hợp âm là một tổ hợp ít nhất là ba âm thanh hòa vào với nhau thì nó sẽ là một hợp âm. Thì chắc chắn là đầu tiên các bạn phải có cái âm gốc cái đã nè. Nếu như chỉ có hai nốt vang lên thì người ta gọi là quãng nha, người ta không gọi là hợp âm.
Thì bây giờ cái nốt thứ nhất nó sẽ gọi là âm gốc, ví dụ người ta học âm la thứ thì nốt gốc nó phải có nốt la, là nốt đó là nốt số 1. Nốt số 1 này, nốt đầu tiên này nó sẽ gọi là quãng một đúng. Kế tiếp nó sẽ gồm một cái nốt nữa, thì cái nốt một cái nốt đó nó cách cái nốt thứ nhất, cái nốt gốc này, một cái quãng 3. Nếu như mà nó cách cái quãng cái nốt gốc này nè 3 ngăn 1 nè, ví dụ như la đây đúng không, thì cái gì các bạn bảo 1 2 3, thì này là nốt gì, nốt đô đúng không, bằng nè, thì nó cách 3 ngăn 1 2 3 nè, thì cái này quãng 3 này người ta sẽ gọi là quãng 3 thứ. Cái quãng 3 rất quan trọng nha. Rồi nếu như từ cái nốt gốc này mà cách 4 ngăn, bây giờ bạn đếm lên đi, 1 2 3 4, đúng không, thì nó bằng nốt này, nó bằng nốt đô thăng nè, đúng không, nốt gốc nè, quãng 3 nè, thì cái này cách 4 ngăn nó sẽ là quãng 3 trưởng, đúng không, quãng 3 trưởng. Rồi thì cái quãng 3 này á, quãng 3 trưởng và 3 thứ nó quyết định cái hợp âm đó nó sẽ là thứ hay trưởng. Ví dụ như nếu là hợp âm la thứ thì bắt buộc mình phải dùng cái nốt là cách 3 ngăn là quãng 3 thứ nè, là la đô nè. Rồi cái nốt cuối cùng, cái nốt thứ 3 trong một cái hợp âm cơ bản, đó là cái nốt đó nó sẽ là quãng 5 của cái gốc, cái nốt gốc. Bây giờ mình tính đi, la nè, bây giờ mình đến nhà la là 1 nha, la, si, đô, rê, mi, thì 5, quãng 5 nó sẽ là mi, đúng không, nó sẽ là nốt này, đúng không, là nè, si nè, đô nè, rê nè, mi nè. Thì bây giờ một cái hợp âm thứ nó phải có là đô mi la thứ nè, là đô mi, đúng chưa. Rồi còn cái này, lá này là một quãng 8 rồi, thì như vậy mình chạy âm dây trong cái la thứ thì mình nó sẽ có nè, là đô mi la. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nha, hợp âm la thứ, âm dùng hai ngón này nha, là nè, dùng út đô nè, dùng ngón đeo nhẫn nè, la nè. Rồi bắt đầu mình tập la thứ. Như vậy thì bây giờ nè, thấy không các bạn, thấy rồi, tới bây giờ hợp âm trưởng thì bây giờ chỉ có quãng 3, mình nhích lên cái quãng 3 lúc nãy là nốt đô đó, mình nhích lên nửa cung nữa, thấy không, là nhích lên một ngăn nữa thôi, thì thay mình bấm đô đây, thì bây giờ mình bấm đô thăng thì nó sẽ là la trưởng. Nhưng mà cái thế đánh này nó bị xa, đúng không? Thì bây giờ nốt đô thăng này mình sẽ thay bằng nốt đô thăng này cho dễ đánh, đúng không? Chỉ cần tập cho mình những cái câu chạy ở trong cái hợp âm mà thôi, la thứ xong la trưởng, xong quýnh son thứ, xong chạy son trưởng, pha thứ pha trưởng, hoặc là đô thứ đô trưởng, đô thứ đô trưởng, hoặc
thế này nó đều áp dụng cho tất cả các cái hợp âm cơ bản khác. Đó, thì bây giờ các bạn cứ tập không? La thứ la trưởng, son thứ son trưởng, pha thứ pha trưởng, đô thứ đô trưởng, rê thứ rê trưởng, mi thứ mi trưởng. Không? Thậm chí là tập lên pha, cái thế pha ở đây cũng được. Pha thứ ở đây. Hoặc là rồi pha trưởng. Thật cứ như vậy. Và hôm nay các bạn sẽ tập cho mình là cái chạy ngón ở trong hợp âm. Để bắt đầu từ những bài sau thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn vô những cái riff cơ bản. Thân ái chào các bạn.